Xin chào mọi người, tối nay mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Dell Latitude 5300 nha mọi người. Cái con máy này thì cực kỳ chất lượng, màn hình là Full HD nè, mẫu full viền Dell đã rất là bền bỉ rồi mà giá cực kỳ rẻ luôn. Như thế nào mọi người tìm hiểu cùng mình nha. Đầu tiên mình quay sơ cái cấu hình, sau đó mình báo ngoại hình và mình báo giá. 5300 Latitude nè, i5 Gen 8, đặc biệt là RAM 16GB, thoải mái cho dân văn phòng nha mọi người. Cấu hình là quá mê cho văn phòng. SSD là 256GB, mọi người có thể nâng cấp lên 512, 1T gì đều được. Cái đây là cái số series của Dell, mình check ra ha, máy sản xuất 2020 ở Japan nè mọi người. Đây là số series của máy. Độ phân giải màn hình đó là Full HD 920x1080. Đó, nói chung là mọi chức năng là hoàn hảo, mình check ra đây rõ ràng cho mọi người xem. Máy thì là hoạt động tốt, pin thì nó tầm 3 giờ. Vỏ ngoài tí nữa mình sẽ quay rõ ràng hơn mà mọi người thấy là cái màu sắc quá đẹp luôn. Cái viền nó mỏng, nhìn đẹp ha, mà giá rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Rẻ hơn những cái máy mà trước giờ view rất là nhiều luôn. Mọi người cập nhật lại cái giá của Dell Latitude 5300 nha. Mỗi mã 5300 thôi, B228. Cái phần phím thì cũng có qua sử dụng, nó hơi gọi là nó hơi bóng nhẹ một chút xíu, một vài ký tự thôi chứ cũng còn tương đối đẹp nè. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là che ký tự Nhật đi, gõ kiểu quốc tế ok, giữ được cái bản chất mềm của phím Nhật này, rất là mềm nha. Bàn rê chuột này thì cũng tương đối sạch sẽ. Cái phía bên này là nó hơi bóng, nó bóng là do người ta để tay rồi người ta sử dụng á mọi người. Máy cũ nó bóng, nó không bị trầy tróc hay là bể vỡ gì hết nhưng mà nó có bóng nha. Bên này cũng vậy luôn, cũng bị bóng nha mọi người. Đây hơi hằn cái dấu sticker, đây là cái tem của Dell thôi, sao người ta dán sau này người ta lột ra nhưng mà bóng chứ không hề bể vỡ. Đây phần này có bóng. Cái mặt ở trên này, cái màn hình là mình soi kỹ thì có phản quang một chấm rất là nhỏ, rất là khó thấy ở phía góc. Đây là màn đó mọi người thấy nè, nó đẹp, nó tí tì tì chỗ này là một chấm. Phản quang này là trên nền trắng thôi, nền khác không thấy, không hề ảnh hưởng gì hết trơn nên không có lo lắng nha mọi người. Chẳng qua là mình soi để mà báo rõ ràng cho mọi người thấy sao thì mình báo vậy thôi chứ không hề ảnh hưởng gì hết trơn ấy. Nếu mà có những người họ cũng không cần phải báo cái này đâu, tại vì nó không ảnh hưởng gì, nó tí tì tì tút góc, không ăn thua. Ví dụ như nó không phải bị mất điểm ảnh hay bị gì, chỉ phản quang thôi bình thường. Và hầu hết 5300 nào cũng vậy, nó có cái vệt hằn phím trên màn hình, có nghĩa là khi mà mọi người gặp cái màn hình xuống thì là ngay cái phần này nè, cái phần của phím, phần của máy á, nó sẽ vừa chạm với lại cái màn hình luôn. Ví dụ như là những cái dơ hay là những cái bụi đơn giản dính vô phím, hoặc là đụng lâu ngày không vệ sinh, không có lau chùi, hoặc là lưu kho lâu á, thì nó sẽ hằn cái vệt đó, cái vệt ở trên dưới cái bàn phím một đường nhẹ thôi, trên cái màn hình này nó hơi dơ trên ngoài, bên ngoài tấm lụa của cái màn hình đó, nó tí vậy thôi. Mà khi mà lên nó hình nó thì mình khó thấy, nhưng mà khi mà tắt máy thì mình thấy nó rõ hơn, là vì trên màu đen nó thấy rõ hơn là bên ngoài cái tấm lụa. Nó chỉ vậy thôi mọi người, gọi là nó hằn cái phím lên màn hình, chứ còn mà lên màu sắc rồi là phải nói là đẹp tuyệt vời ở bên ngoài. Đây ha, nói chung là nhìn thì cũng tương đối sạch sẽ, nó có những cái vệt hơi bóng mòn đã qua sử dụng, có bóng mòn, chung là cũng không có được đẹp lắm, nhưng mà so với cái giá thì mình đảm bảo là rất là đáng để sở hữu luôn á. Chỗ này hơi mòn chút xíu xíu xíu, một chấm nhỏ nè, chỗ này là hằn cái dấu sticker, cái tem gì của Dell sau này người ta lột ra thôi mọi người. Đây ha, có bóng, có cái vệt bóng nè, này sử dụng mà Dell 5300 thì cơ bản là đã bóng rồi, nó có vết mòn đã qua sử dụng, không hề bể vỡ, không hề trầy xước cộm. Ngõ sạc, ngõ tai C, HDMI, USB. Bên này là thẻ nhớ nè, tai nghe USB, mạng LAN. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Máy kèm sạc zin cho cái bản mà RAM 16GB Full HD của Dell 5300 2020. Giá chỉ có 4,5 triệu thôi nha mọi người. Nói chung là nhập được rẻ thì mình sẽ báo cái giá rẻ, mọi người đừng có so sánh với lại cỡ một tháng trước đây. Mỗi cái thời điểm sẽ có mỗi cái giá nhập khác nhau, có thể bây giờ thì rẻ, xong này thì mắc, hoặc là như thế nào đó, mỗi thời điểm ha. Rồi cảm ơn mọi người nhiều, chỉ có 4,5 triệu thôi cho cái bản RAM 16. Ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. Mọi người mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code nè. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều nha.